không anh? Anh thử giúp trận giỏi ạ. Một địa chỉ ưa thích của tôi. What? Yo, what up? Bao shop là nơi quen thuộc để cho tôi mua đồ gì? Đối với mình là tên shop, đúng là một đối thủ đáng thương. Ngoài công việc thì chúng tôi là bạn bè. Giá cả. Sự nhiệt tình. Nhiệt tình. Nhiệt tình. Rất nhiệt tình. Các anh đều vui tính. Bao giày đẹp anh ạ. Bao giày đẹp ạ. Đồ event. Cởi mở lúc bán hàng. Cởi mở khi bán hàng. Em rất ấn tượng với cả bố của chủ shop. Rẻ ạ. Ban. Hay bất ngờ. Ship hàng từ lúc 6 giờ ạ. Em rất thích áo sơ mi của shop. Mình rất thích sơ mi của shop. Anh mẫu rất là đẹp trai. Mẫu rất đẹp trai ạ. Áo đôi, giày đôi ạ. Giá hợp lý ạ. Giá rất hợp lý. Xin được rồi. Em rất thích như lúc sale. Rất nhiều đồ đẹp. Các bạn cứ thử đến đi. Các bạn, chúng mình đến từ ban tổ chức chương trình MOVEit. Như các bạn đã biết thì MOVEit không chỉ đơn thuần là một cuộc thi nhảy hip hop mà còn mang rất là nhiều ý nghĩa nhân văn. Ví dụ như là event MOVEit Go Green là một event có ý nghĩa về môi trường, và đồng hành cùng với cả MOVEit có nhà tài trợ Clothing Shop. Nếu mà không có nhà tài trợ Clothing Shop thì tôi không biết là MOVEit có truyền đạt được tất cả ý nghĩa, các thông điệp mà MOVEit muốn hướng đến cho các bạn giới trẻ không chỉ ở địa bàn thành phố Hà Nội mà cho các bạn ở toàn khu vực miền Bắc nữa hay không. Và quả thực nếu mà MOVEit nói chung cũng như là ban tổ chức MOVEit nói riêng mong muốn được hợp tác cùng Clothing Shop trong các chương trình lần sau. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hải đến từ ban tổ chức Hà Nội Jam, một chương trình được tài trợ bởi Clothing Shop. Chuẩn bị nghe tin shop có cơ sở thành lập, mình rất vui và thay mặt ban tổ chức Hà Nội Jam xin chúc shop sẽ có một tương lai bền vững, vững mạnh và phát triển trong địa bàn Hà Nội. Chào. 1, 2, 3. Xin chào các bạn. Mình là Aiden. Mình là Zoe. Chúng mình đến từ nhóm nhảy dance cover ST39. Lời đầu tiên ngày hôm nay mình xin được chân thành để cảm ơn đến Family Shop vì đã ủng hộ bọn mình về phần trang phục cho clip hôm nay và Give Up. Và nhân đây qua video này chúng mình gửi lời chúc đến Clothing Shop, chúc các bạn có một buổi lễ khai trương thật thành công, và các bạn hãy đến Clothing Shop để sắm cho mình những bộ trang phục thật đặc sắc và tuyệt vời nhé. Chúc mừng các bạn. Xin chào các bạn, mình là Linh Ba T, là trưởng nhóm của Siren Dance thuộc Hà Nội City, và thay mặt nhóm Siren mình xin chân thành cảm ơn đến Clothing Shop đã tài trợ cho giải đấu Outside B-Boy của nhóm Siren vào đầu năm 2012 vừa rồi. Và cũng nhân cơ hội này mình xin gửi lời chúc chân thành, lời cảm ơn và lời chúc chân thành nhất đến Clothing Shop. Mong rằng trong năm 2012 và mãi mãi về sau, Clothing Shop sẽ luôn luôn phát triển thành một thương hiệu lớn và luôn đồng hành cùng với nền hip hop Việt Nam. Vâng, chào các bạn, tôi là Phụ Cua đến từ Clothing Cờ, và hôm nay là ngày thành lập 4 năm của Clothing Shop. Tôi chúc shop luôn luôn là thành công trên con đường mình đã chọn, và anh chúc shop và nhập đồ được về bao nhiêu thì mà chạy hết bấy nhiêu, và cũng là chúc shop và sớm ra cửa hàng. Trong suốt một năm vừa qua, chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ với một sự nghiêm túc và cầu toàn nhất, và quyết định ra mắt cửa hàng Clothing Shop trong những ngày sắp tới thì cũng là một trong những nỗ lực để chúng tôi hoàn thiện bản thân mình hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở Clothing Shop. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại tại 19 Clothing Shop.